Kính chào quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam, Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Tổng thống Julius Maada Bio và phu nhân vào chiều qua. Đây cũng là lãnh đạo cấp cao đầu tiên đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh khi Việt Nam mở cửa trở lại. Chuyến thăm càng ý nghĩa hơn khi năm nay đánh dấu kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Sierra Leone. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đề xuất hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, thông tin về quản lý, vận hành khu công nghệ cao. Về nguồn cung hàng tiêu dùng, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm sản xuất hàng tiêu dùng lớn của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực như dệt may, da giày, thực phẩm. Thành phố Hồ Chí Minh hết sức quan tâm đến khả năng đẩy mạnh xuất khẩu để trở thành một trong những nguồn cung lớn đối với những mặt hàng Sierra Leone có nhu cầu. Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh với đoàn công tác, Tổng thống Julius Maada Bio khẳng định chính quyền Cộng hòa Sierra Leone rất quan tâm về kỹ thuật nuôi trồng và sản xuất lúa gạo, thủy sản, cây trồng, mong muốn tăng cường hợp tác giữa các nông dân, doanh nghiệp, học tập kinh nghiệm từ Việt Nam để có thể tự cung cấp lúa gạo trong nước thay vì nhập khẩu đa số như hiện nay. Ông đồng thời mong muốn hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, triển khai chính phủ điện tử. Dịp này, đoàn đại biểu nước Cộng hòa Sierra Leone đã tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập, nay là Hội trường Thống Nhất, tìm hiểu các mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam. Sáng qua, Tổng thống Julius Maada Bio cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Sierra Leone cũng đã có buổi thăm và làm việc tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, tìm hiểu mô hình phát triển hệ sinh thái đầu tư công nghệ của thành phố. Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio cùng đoàn đại biểu cấp cao đã được thông tin về tính hiệu quả trong quá trình hình thành và phát triển khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, một trong ba khu công nghệ cao quốc gia được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập từ năm 2002. Trong những năm qua, các doanh nghiệp tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng dần quy mô phát triển, giá trị xuất khẩu ngày càng tăng và các hoạt động nghiên cứu phát triển được mở rộng chiều sâu, nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngoài ra, dự án công viên khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đang được xây dựng trên diện tích hơn 197 ha sẽ tập trung mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực như IoT, các ứng dụng robot in 3D, công nghệ blockchain. Đoàn đã tới tham quan công ty cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare tọa lạc tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sản xuất stent mạch vành, phủ thuốc và các trang thiết bị y tế công nghệ cao cung cấp cho các bệnh viện tại Việt Nam và xuất khẩu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức hy vọng sau chuyến thăm, các thông tin về Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được biết đến nhiều hơn tại nước Cộng hòa Sierra Leone, đồng thời mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Sierra Leone sẽ có bước phát triển mới. Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio đánh giá cao về mô hình và sự phát triển của khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh sự phát triển của khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh là một bước đi rất đáng khen và Sierra Leone sẽ học hỏi từ đây. Ông mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thể hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm nhiều hơn trong hệ sinh thái công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo. Sáng qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2021, phát động và ký giao ước thi đua năm 2022 của năm thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Về phía Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham dự của các đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo của các thành phố trực thuộc Trung ương. Năm 2021, cả nước cũng như năm thành phố trực thuộc Trung ương bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân năm thành phố đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện mục tiêu kép chính phủ đề ra, tiếp tục kiểm soát tốt dịch COVID-19 trong tình hình mới. Các thành phố đã sớm ban hành các kế hoạch, chương trình hành động, củng cố kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua từ thành phố đến cơ sở.
một số chỉ tiêu kế hoạch đạt cao như tổng thu ngân sách năm thành phố năm 2021 đạt hơn 834.875 tỷ đồng, xuất khẩu đạt 1.896 tỷ đô la Mỹ. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các thành phố cũng trình bày một số mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ để tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới. Đề nghị nghiên cứu sửa đổi tiêu chí chấm điểm theo hướng tăng cơ cấu điểm của nội dung thi đua phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của đơn vị. Hướng dẫn cụ thể hơn về khen thưởng đối với cụm khối thi đua theo hướng thành tích đến đâu thì khen đến đấy. Cần linh hoạt trong quy định về cơ cấu, về số lượng đề nghị khen thưởng, cờ thi đua của chính phủ. Thành phố tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo toàn đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố ra sức thi đua thực hiện tốt chủ đề hành động của năm, đẩy mạnh chỉnh trang hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện chuyển đổi số với mục tiêu tổng quát thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển ba trụ cột chủ yếu là công nghiệp, công nghệ cao, cảng biển, logistics và du lịch, thương mại. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP của thành phố năm 2025 là từ 6% đến 6,5%. Thành phố đã xác định chủ đề năm 2022 là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà cụm thi đua năm thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được trong năm qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn do dịch COVID-19, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gợi ý thêm nhiều vấn đề để các thành phố thực hiện trong năm 2022. Và phát huy tính chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, điều chỉnh linh hoạt, thích ứng với thực tiễn, tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua sâu rộng đến cơ sở nhằm phục hồi phát triển kinh tế, giải quyết hiệu quả những vấn đề xã hội hậu COVID-19. Hội nghị đã báo cáo kết quả chấm điểm thi đua của 5 thành phố. Theo đó, đơn vị dẫn đầu thi đua năm 2021 là thành phố Hải Phòng, đứng thứ hai là thành phố Hà Nội. 3 vị trí còn lại là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và thành phố Cần Thơ. Hội nghị thống nhất việc đề xuất chính phủ tặng cờ thi đua cho thành phố Hải Phòng và thành phố Hà Nội, tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và thành phố Cần Thơ. Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò cụm trưởng năm 2021 đã tiến hành bàn giao nhiệm vụ cụm trưởng cho thành phố Đà Nẵng và cụm phó cho thành phố Hải Phòng. 5 thành phố trực thuộc Trung ương cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2022. Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đề nghị các thành phố cụm thi đua 5 thành phố trong thời gian tới tiếp tục khắc phục khó khăn, tồn tại, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua theo chủ đề 5 của từng thành phố, đồng thời thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn, hiệu quả, phục hồi phát triển. Tiếp tục triển khai có hiệu quả sáng tạo phong trào thi đua do chính phủ phát động, đặc biệt là phong trào cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Đồng thời tổ chức phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển khoa học công nghệ, ưu tiên công nghệ số, đổi mới sáng tạo, tạo đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cũng đề nghị các thành viên cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền và hội đồng thi đua khen thưởng các cấp trong tổ chức phát động phong trào thi đua với nội dung và hình thức luôn đổi mới, sáng tạo, thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Hai tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố Hồ Chí Minh tăng 5,9% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng lạc quan bởi dù liên tục gặp khó khăn, nhưng các doanh nghiệp vẫn nỗ lực khôi phục sản xuất kinh doanh với quyết tâm lấy lại đà tăng trưởng. Dù vậy, nỗ lực trở lại đường đua xuất khẩu của thành phố Hồ Chí Minh vẫn gặp không ít thách thức, đòi hỏi được tháo gỡ kịp thời. Gần 2 năm qua, doanh nghiệp này sản xuất cầm chừng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên, ngay khi bước vào năm 2022, doanh nghiệp đã tự tin tăng tốc,
bởi hiệp định RCEP có hiệu lực sẽ thúc đẩy cơ hội xuất khẩu vào khu vực ASEAN, thị trường mới tiềm năng. Doanh nghiệp này kỳ vọng tăng trưởng xuất khẩu năm nay sẽ đạt từ 30 cho đến 35%. Chúng tôi tìm mọi cách để chúng tôi vẫn duy trì cái hoạt động R&D, hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm. Không những cho thị trường nội địa mà cũng có tiềm năng để xuất khẩu qua những cái thị trường tương tự. Một số khách hàng ở Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia cũng đang đặt vấn đề là phân phối sản phẩm của chúng tôi ở thị trường của họ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng tích cực phát triển sản phẩm mới đi đôi với việc nội địa hóa nhiều loại nguyên liệu, từ đó có thể thay thế được khoảng 10% hàng nhập khẩu. Nhiều bài toán cân não cũng đã được tính đến để giảm giá thành, giữ chuỗi cung ứng ổn định, đặc biệt là có thể chia sẻ được rủi ro với các đối tác của mình. Giá cả nó tăng như vậy đấy và cộng đến với cái xung đột như vậy thì doanh nghiệp đang rất cẩn trọng đàm phán với đối tác nước ngoài và đặc biệt là bắt đầu đưa ra những cái chương trình để cắt giảm chi phí, cái thứ hai là giãn những cái việc đơn hàng để trong khi đó là chờ đợi cái giá nguyên liệu ổn định trở lại. Cái thứ ba nữa là tập trung nhiều hơn cho các cái thị trường mà ít bị cái tác động về cái giá chi phí về xăng dầu. Thành quả xuất khẩu 2 tháng đầu năm của thành phố Hồ Chí Minh tăng 5,9% so với cùng kỳ, cho thấy sự hồi phục nhanh và khả năng nhạy bén trong cung ứng hàng hóa của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nỗ lực trở lại đường đua của các doanh nghiệp tiếp tục gặp thách thức khi nhiều thị trường xuất khẩu trọng điểm có xu hướng tăng cường áp dụng các biện pháp phòng chống dịch hoặc yêu cầu cao hơn về chất lượng, tiêu chuẩn. Nếu tình hình mà dịch COVID-19 mà ở các nước ngoài nó có cái dấu hiệu giảm thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh lại công tác xúc tiến thương mại ra nước ngoài, tăng cường cho doanh nghiệp năng lực hội nhập kinh tế quốc tế, phối hợp với các cơ quan quốc tế hướng dẫn cho doanh nghiệp Việt Nam về các quy định về rào cản thương mại để doanh nghiệp coi như là hiểu biết và có khả năng là đẩy mạnh cái hoạt động xuất khẩu vào đó. Chúng tôi cũng đã bám sát thị trường, có cái đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp để mà có thể là tháo gỡ những cái khó khăn một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất và kịp thời nhất cho doanh nghiệp. Cùng với sự tháo gỡ kịp thời về mặt cơ chế, chính sách cũng như nội lực và sự linh hoạt của cộng đồng doanh nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang nỗ lực vượt lên trên đường đua xuất khẩu, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của nền kinh tế. Thưa quý vị, trước áp lực giá xăng liên tục tăng cao, giá nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm cũng theo đó tăng lên. Trước thực tế này, các ngành chức năng và hệ thống phân phối đều nỗ lực bằng nhiều giải pháp nhằm kiềm giá, bình ổn thị trường, chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng. Giá các loại chi phí đầu vào tăng đã gây áp lực không nhỏ lên hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Nhiều đơn vị buộc phải gửi đề nghị tăng giá đến các nhà phân phối. Ra cái câu chuyện là về giá thì chúng tôi cũng đã đàm phán với cả các nhà cung cấp để làm sao bình ổn giá để cung cấp cho khách hàng. Và trong tháng 3 này thì chúng tôi cũng có cái chương trình lễ hội hàng tuần lễ hàng thiết yếu. Tuy nhiên, nhờ ký kết hợp đồng lớn trước đó nên hệ thống siêu thị này vẫn đang duy trì mức giá bình ổn. Bên cạnh đó, siêu thị vẫn tiếp tục nỗ lực triển khai song song nhiều chương trình khuyến mãi, hỗ trợ giá cho người tiêu dùng. Theo các chuyên gia kinh tế, để góp phần cùng nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn này, thì mỗi doanh nghiệp cũng cần chủ động, tự tìm giải pháp vượt khó cho mình. Trong cái bối cảnh mà phục hồi, thì các doanh nghiệp phải tái cấu trúc lại để cắt giảm đi những chi phí không cần thiết. Và việc đó thì nó giúp cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh nó sẽ tốt hơn và đòi hỏi cái đầu tư tiền ít hơn. Và như vậy thì khi cái lượng hàng hóa nhiều hơn mà cái tiền đầu tư vào ít thì đấy chính là một cái giải pháp để cân đối giữa cái phương tiện thanh toán với lượng hàng hóa. Bên cạnh nỗ lực từ doanh nghiệp, sự điều hành giá một cách linh hoạt với nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt của chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành có liên quan là rất quan trọng để kiềm giá cả nhiều loại hàng hóa trong nước không tăng đột biến. Chúng tôi cũng đã có những cái giải pháp cụ thể để đảm bảo cái mặt hàng xăng dầu nó không ảnh hưởng quá lớn đến cái đời sống sản xuất cũng như là cái chỉ số lạm phát chung. Đồng thời là chúng tôi cũng có những cái kế hoạch, những cái phương án đối với các mặt hàng cốt yếu khác để đảm bảo cho cái giữ cái mặt bằng giá chung. Giá xăng dầu tăng đột biến chỉ là hiện tượng bất thường và có hiệu ứng trong ngắn hạn. Khi khủng hoảng qua đi, những chính sách điều hành giá của chính phủ cũng như việc giảm thuế VAT, giảm thuế bảo vệ môi trường sẽ hỗ trợ doanh nghiệp sớm hồi phục. Thưa quý vị, nằm trong chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 nhằm chia sẻ những khó khăn vất vả và tiếp thêm tinh thần cho các hộ nghèo và cận nghèo vươn lên trong cuộc sống, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 7 tổ chức chương trình trao tặng phương tiện sinh kế và túi an sinh cho 125 hộ nghèo trên địa bàn với tổng kinh phí là gần 200 triệu đồng. Đối với anh Cao Văn Chiến, được trao tặng chiếc xe mới sẽ giúp anh vơi bớt đi nỗi nhọc nhằn trên những cuốc xe ôm vốn đã quá vất vả trong thời buổi dịch bệnh, vật giá leo thang. Trước đây tôi chạy cái xe cũ, trước nay hư,
khách gọi cái tôi chạy gần tới nơi thì người ta thấy xe cũ quá người ta lại hủy. Giờ có xe mới thì tôi cũng cố gắng làm hàng ngày hàng giờ để tôi chạy được kiếm tiền để nuôi con ăn học, rồi lo cuộc sống gia đình để thoát nghèo. Còn với bà Lê Thị Thanh Mai, có được chiếc máy may từ chương trình là niềm khích lệ, động viên lớn, giúp bà có thêm điều kiện mưu sinh, chăm lo cho gia đình khi mà sức khỏe không còn tốt. Khi tôi nhận được cái máy may, được hỗ trợ cái máy may mới là tôi rất mừng, để tôi có một cái việc sống hàng ngày. Trao cần câu hơn con cá, ngoài phương tiện sinh kế, túi an sinh được trao tặng trong chương trình này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 7 còn hỗ trợ việc làm, điều kiện học tập và chăm sóc sức khỏe cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn quận. Về phía quận ủy cũng đã chỉ đạo cho cả hệ thống chính trị là cùng chúng ta phối hợp thông qua cái việc khảo sát cái điều kiện nhu cầu cuộc sống của người dân và tạo điều kiện để người dân có cái nguồn thu nhập. Và đây cũng là những cái biện pháp mà hiện nay là quận 7 cũng đã triển khai và đang thực hiện để làm sao là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và hỗ trợ cùng với người nghèo, hộ cận nghèo để mà vươn lên thoát nghèo trong năm 2022. Kính thưa quý vị, với những món quà thiết thực chăm lo cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, tạo điều kiện cho họ phát triển cũng như là ổn định cuộc sống, từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của quận và thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức ra mắt và đưa vào hoạt động cổng thông tin chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh, đặt tại địa chỉ chuyển đổi số hochiminhcity.gov.vn. Cổng thông tin này nhằm phục vụ nhu cầu chuyển đổi số của các tổ chức, doanh nghiệp tại thành phố. Đây là một trong những bước đi cụ thể trong kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành hồi cuối tháng 2. Năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thực hiện nhanh, hiệu quả việc chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền số gắn kết với xây dựng thành phố, trở thành thành phố thông minh. Thưa quý vị, cách đây ít ngày, hàng loạt báo tạp chí như Afa của Mỹ, Wanderlust của Anh, Stuttgarter Nachrichten của Đức dành nhiều lời khen cho các điểm đến của Việt Nam. Nội dung nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia đẹp nên đến trong hành trình du lịch nước ngoài. Hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành đã sẵn sàng trở lại mạnh mẽ với chuỗi sự kiện du lịch làm mới cảnh quan văn hóa. Những ngày đầu tiên chính thức mở cửa, Thành phố Hồ Chí Minh đã đón được một số đoàn khách quốc tế hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Như vậy, mục tiêu ngành du lịch đón 3,5 triệu lượt khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh trong tổng số 5 triệu lượt khách nước ngoài đến Việt Nam năm 2022 hoàn toàn trong tầm tay. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, tính đến ngày 19 tháng 3, hơn 3,3 triệu người Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa do ảnh hưởng tình hình chiến sự với Nga. Nỗ lực mở lại hành lang nhân đạo dựa trên thỏa thuận giữa Nga và Ukraine đang giúp giảm thiểu các thiệt hại về nhân mạng. Tuy nhiên, dòng người tị nạn đổ về các nước láng giềng cũng đang đặt ra thách thức với các nước này và cả châu Âu nói chung. Trên cơ sở đồng thuận giữa Nga và Ukraine, nhiều hành lang nhân đạo tiếp tục được mở để sơ tán dân thường ra khỏi thành phố Mariupol của Ukraine. Phó Thủ tướng Ukraine bà Irina Vereshchuk cho biết, nước này hy vọng sơ tán người dân trong ngày 19 tháng 3 qua 10 hành lang nhân đạo từ các thành phố và thị trấn đang ở tuyến đầu của cuộc xung đột. Thống đốc vùng lãnh thổ Lugansk cũng nói rằng một cơ chế ngừng bắn đã được nhất trí trong ngày 19 tháng 3, bắt đầu từ 9 giờ sáng, tức 14 giờ theo giờ Việt Nam. Ba Lan hiện là nước tiếp nhận người tị nạn Ukraine nhiều nhất kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào Ukraine với khoảng 2 triệu người. Những ngày nay, người tị nạn xếp hàng dài để xin cấp số định danh nhằm giúp họ có thể tiếp cận các dịch vụ xã hội và phúc lợi cũng như dễ tìm việc làm hơn. Tuy nhiên, phía Ba Lan cũng đang kêu gọi các quốc gia khác chia sẻ gánh nặng về nhân đạo. Nhiều người tị nạn khác đã sang đến thị trấn Siret, miền Bắc Rumani. Tại đây, họ được các nhóm cứu trợ và tình nguyện viên cung cấp đồ ăn, thức uống và đồ chơi cho trẻ em. Theo ước tính, có khoảng gần 500.000 người Ukraine tị nạn ở Rumani. Ngoài việc thiếu thốn về điều kiện sống, thời tiết lạnh giá cũng là mối lo ngại lớn với người tị nạn. Nhiều người Ukraine đến đất nước Moldova cho biết họ phải chịu cái lạnh cắt da, nhất là khi đêm xuống trong bối cảnh giá khí đốt tăng cao. Liên minh châu Âu đã công bố khoản tài trợ khẩn cấp ban đầu 500 triệu euro để giúp giải quyết các hậu quả nhân đạo hiện nay. Các quan chức cũng đang nỗ lực để có thêm nhiều khoản hỗ trợ bổ sung giúp người tị nạn Ukraine sớm hòa nhập cuộc sống mới.
Hôm qua, hãng tin CNN đưa tin tiểu đoàn Azov với sự hiện diện lớn tại thành phố Mariupol, Ukraine, cập nhật. Họ vẫn nắm quyền kiểm soát nhà máy thép Azov ở phía đông của thành phố. Thông tin trên được đưa ra sau khi trước đó một ngày, hãng Sputnik News dẫn lời một quan chức chính phủ của Ukraine nói rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát nhà máy thép này. CNN dẫn lời thành viên tiểu đoàn Azov Vladislav Sobolievsky cho biết, hôm nay nhà máy thép Azov vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của chúng tôi. Các cuộc không kích xảy ra trên khắp thành phố, nhưng kẻ thù vẫn chưa chạm được vào nhà máy của chúng tôi. Theo CNN, mất nhà máy này vào tay Nga sẽ là trở ngại rất lớn đối với Ukraine trong việc kiểm soát thành phố Mariupol. Trước đó, Sputnik News dẫn thông báo ngày 18 tháng 3 của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tạm thời mất quyền tiếp cận biển Azov do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Từ ngày đầu của chiến dịch quân sự hôm 24 tháng 2, Nga đã nhắm mục tiêu vào các thành phố ven biển của Ukraine. Theo giới quan sát, Nga dường như muốn cắt đứt khả năng tiếp cận vùng biển của Ukraine. Theo phía Nga, tình hình chiến sự ở Mariupol, thành phố giáp biển Azov, vẫn diễn ra quyết liệt. Moscow đã siết vòng dây xung quanh thành phố chiến lược này. Nếu giành được quyền kiểm soát Mariupol và các khu vực lân cận, Nga sẽ giành được quyền kiểm soát khu vực biển Azov. Từ biển Azov, Nga có thể mở đường xuống Biển Đen, dẫn tới kịch bản có thể kiểm soát đường bờ biển của Ukraine. Trong thông báo ngày 18 tháng 3, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev cho biết, Moscow sẵn sàng để các thành viên lực lượng quân sự Ukraine rời khỏi Mariupol theo các hành lang nhân đạo. Nga lý giải rằng họ muốn các thành viên này rời đi để cứu thành phố và dân thường. Hôm 19 tháng 3, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết nhiều binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay. Trên Twitter của mình, ông Støre cho biết 4 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc tập trận phản ứng lạnh của NATO. Ông gửi lời chia buồn đến gia đình và đồng nghiệp của 4 người xấu số. Theo Trung tâm Điều phối Cứu hộ Chung GRCC, vụ rơi máy bay quân đội Mỹ xảy ra ở phía bắc Na Uy ngày 18 tháng 3 giờ địa phương, toàn bộ người trên máy bay tử vong. Lực lượng vũ trang Na Uy cho biết khi xảy ra tai nạn, chiếc máy bay MV-22B Osprey thuộc lực lượng viễn chinh thủy quân lục chiến 2 MEF đang thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện ở hạt Norkland. Cuộc thi văn học tuổi 20 lần thứ nhất bắt đầu từ năm 1994. Qua 7 lần tổ chức, cuộc thi ngày càng được hưởng ứng rộng rãi, đã gặt hái những thành tựu đáng khích lệ và ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Mới đây, nhà xuất bản Trẻ, đơn vị tổ chức cuộc thi vừa công bố 12 tác phẩm xuất sắc nhất lọt vào vòng chung khảo giải thưởng văn học tuổi 20. Qua 7 kỳ tổ chức, số lượng tác phẩm dự thi lên đến 2.133 tác phẩm, tương đương chừng ấy người viết dự thi. Riêng năm nay, từ 111 tác phẩm dự thi, ban giám khảo cuộc thi văn học tuổi 20 đã chọn được 12 tác phẩm xuất sắc nhất vào chung khảo theo chủ đề Cuộc sống và góc nhìn, đánh dấu sự xuất hiện của một thế hệ tác giả tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết sáng tạo. Em tham dự giải thưởng văn học tuổi 20 lần này là Cõi người mắc cạn. Về tên tác phẩm là nó sẽ liên quan đến một cái đề tài về môi trường, là năm 2020 là em có dịp về quê của mình là ở miền Tây, ở cái vùng Bạc Liêu và Cà Mau, thì lúc đó là Bạc Liêu, Cà Mau và những cái tỉnh lân cận đang rơi vào một cái tình trạng là hạn mặn. Và em rất là thương xót trước cái hình ảnh của một người nông dân được chia sẻ trên Facebook, là một người nông dân đứng khóc trước cái ruộng của mình bị nứt nẻ và những cây lúa không thể nào sống được. Và em cảm thấy rung động và em muốn viết một cái tác phẩm nào đó về cho quê hương của mình, cho cái mùa hạn mặn đó, cũng như là để ghi dấu lại những cái khổ cực của nhân dân, của nông dân miền Tây. Cốt truyện của nó thì rất là đơn giản. Cốt truyện nó nói về sự đam mê cái đẹp khi mà một họa sĩ vô tình bắt gặp một cái người ca sĩ rất là đẹp và giống như là nàng thơ của họa sĩ, và họa sĩ tìm cách để theo đuổi và để có thể vẽ được con người này ạ. Điều đáng quý là bên cạnh các tác giả đã có tác phẩm xuất bản từ trước, có những tác giả kiên trì theo con đường viết văn nghiêm túc. Trong giải thưởng lần này, có người tham gia cuộc thi lần 2, lần 3. Bên cạnh đó, có cả những cây bút mới mà bản thảo và chung khảo cũng chính là cuốn sách đầu tay được in. Cái điểm chung của 12 cái tác giả vào chung khảo lần này á, là các tác giả đều ở một cái lứa tuổi mà tương sàng sàng nhau, tức là trung bình khoảng 30 tuổi. Nên các bạn đã có một cái góc nhìn của những người trẻ và chia sẻ cái suy nghĩ của mình với những người thế hệ cùng thế hệ với mình. Đó là những cái vấn đề mà các bạn trẻ quan tâm như bây giờ. Qua 7 cuộc thi chúng ta từ được đã được tổ chức
thì tôi cho rằng văn học tuổi 20 đã đóng góp cho đời sống văn học Việt Nam ít nhất khoảng 20 tác giả trẻ. Và nếu mà nếu không có cuộc thi văn học tuổi 20 này, tôi nghĩ rằng nhiều tác phẩm ưng ý của tác giả trẻ trong suốt 20 năm qua sẽ không được công bố chính thức trên văn đàn. Các tác giả tham gia giải thưởng văn học tuổi 20 lần thứ 7 đến từ mọi vùng miền của đất nước. Có những tác giả đang học tập và làm việc tại nước ngoài, độ tuổi trung bình thuộc thế hệ 9X, nghề nghiệp khá đa dạng. Điều này cũng tạo nên phong cách biểu đạt riêng và góc nhìn phong phú trong mỗi tác phẩm. Trong bối cảnh hội nhập như hiện nay thì những người trẻ, người ta bắt kịp được hơi thở của thời đại. Do đó những gì người ta viết ra rất gần với đời sống công nghiệp, nhất là tôi cho rằng một cái đóng góp quan trọng nhất của văn học tuổi 20 là tạo ra được một dòng văn học đô thị. Sau 7 năm tổ chức, giải thưởng văn học tuổi 20 đã phát hiện nhiều cây bút trẻ cho văn đàn nước nhà. Thưa quý vị, việc mở cửa du lịch quốc tế được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ cho sự phục hồi kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều chương trình mới đặc sắc đã được các đơn vị doanh nghiệp chuẩn bị để thu hút khách quốc tế khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Trước dịch, các khách sạn hạng sang tại thành phố Hồ Chí Minh thu hút được lượng lớn khách quốc tế đến lưu trú và sử dụng dịch vụ. Do đó, để đón du khách trong thời gian tới, các khách sạn đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực và đưa ra các chương trình mới. Chúng tôi vẫn lạc quan rằng lượng khách du lịch nước ngoài đến sẽ tăng dần lên. Khi đại dịch kết thúc, chúng tôi nhận thấy nhu cầu ngày càng cao cho những trải nghiệm mới và đích thực. Đó là lý do tại sao các khách sạn và khu nghỉ dưỡng của tập đoàn đang tìm cách đưa các khái niệm sáng tạo bên cạnh những trải nghiệm khám phá địa phương, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực để đáp ứng nhu cầu mới của du khách. Chương trình giới thiệu món ngon đặc sản địa phương trong lòng khách sạn 5 sao, đưa những cái món ăn dân dã đặc sản từ các vùng miền để nhằm giới thiệu cho du khách quốc tế cũng như là khách Việt Nam, thì góp phần quảng cáo thêm du lịch của địa phương, không phải là của thành phố Hồ Chí Minh mà các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hoặc thậm chí những cái tỉnh phía Bắc, miền Trung. Để tạo sức hút đối với du khách quốc tế sau giai đoạn mở cửa, thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 366 điểm tài nguyên du lịch và 6 tour tuyến mới trên địa bàn, đồng thời xác định các tuyến du lịch trước đây ít có như đường thủy, kết hợp đường thủy và đường bộ. Đặc biệt, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với công ty trực thăng miền Nam khảo sát tour tham quan thành phố bằng trực thăng. Thưa quý vị, không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã mở cửa trở lại lần thứ 3 sau nhiều tháng tạm đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên HTV tại Hà Nội. Thưa quý vị, không gian phố đi bộ ở Gươm chính thức mở cửa trở lại sau gần một năm dừng hoạt động. Theo ghi nhận, trong ngày đầu mở cửa, nhiều người dân, du khách đã hết sức vui mừng, phấn khởi vì thành phố đã từng bước kiểm soát tốt dịch bệnh, minh chứng cho nhịp sống đang dần trở lại trạng thái bình thường mới. Ngay sau khi mở cửa, lượng lớn người tới phố đi bộ đã trở nên đông đúc. Đa số người dân đều hào hứng, tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp, vui tươi với các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Sau gần một năm là cũng không được đi và cái dịch bệnh căng thẳng ấy, thì là mình không được đi lên đây thì cũng khá là buồn. Hôm nay mở lại thì rất là vui ạ. Tâm hồn của mình rất là vui tươi này, thoải mái. Em thấy phố đi bộ sẽ đẹp hơn rất là nhiều khi mà có những hình ảnh như nghệ sĩ diễn như kìa. Thì thực sự là trong mình thì có một cái cảm giác rất là háo hức. Thật ra là sau một cái quãng thời gian dài mà thành phố chống dịch thì cái hoạt động này cũng là một cái điều đáng mừng. Tuy nhiên là cũng nên cảnh giác, cả ban mình luôn đeo khẩu trang. Theo ghi nhận, phần lớn người dân trong không gian phố đi bộ đều tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang. Tại các khu vực ra vào phố đi bộ đều được trang bị máy đo thân nhiệt và nước sát khuẩn tay. Toàn bộ người ra vào khu vực phố đi bộ đều phải thực hiện khai báo y tế bằng mã QR code. Tôi sẽ bố trí 35 chốt trực để quản lý giám sát người và tham gia hoạt động tuyến phố. Du khách, người dân khi đến tham gia các hoạt động trong không gian đi bộ thì phải tuân thủ quy định 5K. Đấy, và chúng tôi cũng đã yêu cầu đối với các hộ kinh doanh tham gia hoạt động trong không gian đi bộ là phải có cái xây dựng phương án phòng chống dịch và ký cam kết trong việc phòng chống dịch để đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện. Trong những ngày đầu mở cửa trở lại, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm khuyến cáo người dân và du khách không tham quan không gian đi bộ khi có biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Bản tin sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.